Từ sơ tịnh lự, phương tiện cứu vớt lại khiến cho an trụ tịnh lự thứ hai, phương tiện cứu vớt lần hồi như vậy, cho đến khiến cho an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Các hữu tình này nhờ bố thí trì giới thiền định nên được quả báo thù thắng, sanh nhiều nhiễm đắm. Bấy giờ, Bồ Tát phương tiện khéo léo cứu vớt họ ra khỏi chỗ hạn liệt ấy, rồi đặt vào cõi vô dư bát niết bàn, nghĩa là dùng phương tiện khéo léo thích hợp với họ, khiến cho nương vào tam thừa, xin tu thánh đạo, hoặc khiến cho an trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc khiến cho an trụ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc khiến cho an trụ tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoặc khiến cho an trụ thành đế khổ tập diệt đạo, hoặc khiến cho an trụ quán sát thuận nghịch 12 duyên khởi, hoặc khiến cho an trụ 6 ba la mật đa, hoặc khiến cho an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, hoặc khiến cho an trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, hoặc khiến cho an trụ các bậc Bồ Tát, hoặc khiến an trụ môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa, hoặc khiến cho an trụ năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc khiến cho an trụ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc khiến cho an trụ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc khiến cho an trụ pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả, hoặc khiến cho an trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.